Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là tin liên quan đến Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Thưa quý vị, học khu Southern Valley phải cho câu lạc bộ Satan nhóm họp sau giờ học. Một thẩm phán liên bang vừa ban hành sắc lệnh yêu cầu học khu Southern Valley cho phép câu lạc bộ Satan sau giờ học được hội họp tại trường trung học theo thời gian và địa điểm đã được thỏa thuận từ tháng 2. Một hồ sơ khởi kiện học khu Southern Valley được đệ trình lên tòa án liên bang sau khi học khu bác bỏ yêu cầu của câu lạc bộ Satan sau giờ học. Sắc lệnh của thẩm phán ghi rằng học khu đã vi phạm tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Hoa Kỳ khi ngăn cấm câu lạc bộ này không được hội họp trong nhà trường. Được biết vào tháng 5 năm 2023, câu lạc bộ Satan sau giờ học phát quảng cáo về thời gian nhóm họp của họ tại một trường trung học cơ sở dành cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi. Điều này đã gây tranh luận gay gắt giữa các phụ huynh, giữa những người ủng hộ và những người phản đối. Những người ủng hộ thì cho rằng nếu đã có những câu lạc bộ Thiên Chúa giáo giảng dạy về đức tin và kinh thánh sau giờ học, thì tại sao lại không cho phép câu lạc bộ Satan hội họp? Bà June Everett, giám đốc chiến dịch quốc gia của After School Satan Club, cho biết câu lạc bộ chỉ nhóm họp tại một trường học do phụ huynh yêu cầu. Họ với tư cách là thành viên của đền thờ Satan không tin hay là tôn thờ ma quỷ, cũng không nói Satan là người tốt hay Thiên Chúa không có thật. Họ chỉ dạy cho em về lòng trắc ẩn và tư duy sáng tạo. Good News Club là chương trình sau giờ học tổ chức tại trường trung học cơ sở Southern Valley, được tài trợ bởi một hội thánh Tin Lành địa phương. Mục sư Lisa Bohr thuộc nhà thờ Tin Lành Lutheran ở New Jerusalem cho biết, câu lạc bộ liên kết với một nhân vật thường bị coi là xấu không phải là điều tốt. Và liên quan đến những vụ nổ súng, thưa quý vị, 3 người bị thương vì nổ súng tại miền Nam Philadelphia. Nhà cảnh sát Philadelphia đang điều tra một vụ nổ súng làm 3 người bị thương xảy ra vào khoảng 6 giờ 34 phút chiều hôm qua trong chung cư số 600 thuộc đại lộ Oregon ở miền Nam Philadelphia. Một người đàn ông 32 tuổi bị bắn vào chân được đưa vào bệnh viện khu vực cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hai nạn nhân còn lại là một phụ nữ 36 tuổi và một thanh niên 29 tuổi cũng được đưa vào bệnh viện điều trị. Tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định. Khi thông tín viên của đài truyền hình Action News đến hiện trường, các nhà điều tra nói rằng một số viên đạn bắn trúng cửa kính xe hơi và mặt tiền của cửa hàng ở gần đó. Một nhân chứng đã tường thuật như sau: anh và vợ nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy hai thanh niên bước ra từ chiếc xe van màu trắng, bắt đầu bắn về phía tiệm bán thuốc lá. Họ gần như bị cuốn theo làn đạn, chỉ kịp ẩn trốn trong góc phố. Những tay súng đã bắn ít nhất là 30 lần. Chưa có bất cứ lệnh bắt giữ nào được ban hành, cũng chưa có bất cứ chi tiết nào liên quan đến nghi can và nguyên nhân nổ súng được công bố, trong lúc các nhà thực thi pháp luật đang tiến hành điều tra. Tin tiếp theo, một tai nạn giao thông liên hoàn tại khu đô thị Strawberry Mansion. Đài truyền hình Action News đưa tin có ít nhất là 2 người bị thương vì tai nạn giao thông liên hoàn bao gồm nhiều loại xe xảy ra vào khoảng 10 giờ tối hôm qua gần đường số 30 và đường Diamond. Những người hàng xóm cho biết người lái xe SUV màu đỏ chạy quá tốc độ lao vào một chiếc xe khác trước khi mất kiểm soát tông vào khu đô thị Strawberry Mansion và hàng loạt chiếc xe khác. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện khu vực điều trị nhưng không rõ tình trạng thương tích của họ như thế nào. Những cư dân ở ngay chung cư xảy ra tai nạn được di tản đến nơi tạm trú khác, trong khi các quan chức thuộc bộ đăng bả giấy phép và thanh tra đang xem xét hiện trường để đánh giá và viết bản tường trình về thiệt hại. Các nhà điều tra không cho biết thông tin liên quan đến vụ đụng xe liên hoàn nói trên. Họ yêu cầu bất cứ ai chứng kiến tai nạn này hãy cung cấp thông tin cho nhà cảnh sát Philadelphia
theo số điện thoại 215-686-8477. Và thành phố, khu đô thị Strawberry Mansion ở phía đông công viên Fairmont thuộc miền Bắc Philadelphia nằm trong phạm vi của đường số 33, đường số 29, đại lộ Lehigh và đường Oxford. Khu vực này có khoảng 22.562 cư dân, thường được nhắc đến với tòa nhà lịch sử Strawberry cũng nằm trong cộng đồng này. Tin về giết người và nổ súng giảm ở Philadelphia. Trung sĩ Eric Rip thuộc nha cảnh sát Philadelphia cho biết, tính đến ngày 1 tháng 5 đã xảy ra 134 vụ giết người và nổ súng tại thành phố, giảm 14% so với năm ngoái. Nhân viên và quan chức của các cơ quan thực thi pháp luật cũng như là các tình nguyện viên xã hội đều khẳng định, bất cứ sự thay đổi nào đi đúng phương hướng cũng sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên thì sự suy giảm nói trên chưa phải là một chiến thắng tội ác của thành phố, bởi vì còn quá nhiều người thiệt mạng và quá nhiều vụ nổ súng xảy ra. Cảnh sát vẫn tiếp tục tìm cách khống chế tội ác cho đến khi không còn những vụ giết người và nổ súng. Tuy sự suy giảm không nhiều nhưng cũng là niềm khích lệ đối với các nhà thực thi pháp luật. Có thể giải tán đám đông và làm giảm bớt các vụ nổ súng nhờ ý thức về luật pháp và hình phạt dành cho bất cứ ai gây thiệt hại cho công chúng. Công tố viên Larry Krasner nói rằng, khi người ta hiểu rằng vi phạm tội ác sẽ bị bắt giam, họ sẽ không dám thực hiện. Thành phố tiếp tục đầu tư từ 50 triệu đến 150 triệu Mỹ Kim vào công nghệ pháp y để tìm hung thủ, là một trong số những phương pháp giúp tỷ lệ tội phạm bạo lực suy giảm. Nhưng biện pháp chính để ngăn chặn tội phạm vẫn là việc thực thi công lý. Nữ tu Tori Taylor, phụ trách chương trình chống bạo lực City of Dream Coalition cho biết rằng, nguyên nhân gốc rễ của bạo lực phải được giải quyết để có sự thay đổi quan trọng. Các vị phụ huynh, các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động cần có mặt trên đường phố để ngăn ngừa tội phạm và cũng để bắt buộc bất cứ ai gây bạo lực súng đạn phải chịu trách nhiệm. Bà nói rằng chưa thể giải quyết tội phạm và bạo lực súng đạn vì cộng đồng thiếu tài nguyên, vì cha mẹ không để ý đến các con và vì sự đói nghèo hiện nay. Sang qua bản tin đó thì đội lacrosse cũng đã ủng hộ huấn luyện viên bóng bầu dục là Mark Prinzhorn. Đối với huấn luyện viên bóng bầu dục Mark Prinzhorn của đội lacrosse của trường tư thục St. Joseph Prep, huấn luyện viên không chỉ là nghề nghiệp mà còn là ân sủng. Nhưng danh hiệu quan trọng nhất đối với anh chính là thiên chức làm cha. Becco, con trai của Mark, được chẩn đoán bị bệnh gan nan y khi mới 2 tháng tuổi, đã phải giải phẫu. Từ đó em bị suy gan và yếu gan, cuối cùng bị xuất huyết não, cũng như bị sốc nhiễm trùng suýt mất cả tính mạng. Bé Cole được cấp gáy cấy gan nhưng sau đó lại bị biến chứng hiếm gặp, đó là ung thư gan. Mark cho biết là huấn luyện viên, anh luôn nói với các thành viên trong đội rằng, bài kiểm tra tính cách chân thực nhất chính là khả năng vượt qua nghịch cảnh. Bây giờ anh ở trong cảnh ngộ mà bản thân của anh thật sự phải thực hiện điều anh từng thuyết giảng. Anh đã tìm thấy rất nhiều sức mạnh từ con trai bé nhỏ và từ những học viên của mình. Anh cũng cho biết, mặc dù bị bệnh nan y, bé Cole luôn tươi cười, vui vẻ, không khóc. Anh rất tự hào có người con đầy cá tính, mạnh mẽ như vậy. Trường trung học tư thục St. Joseph's Prep sẽ tổ chức thi đấu với trường trung học Southampton vào tối hôm nay để gây quỹ Coast Go, một tổ chức phi lợi nhuận do gia đình Mark bắt đầu quyên góp, tiền ủng hộ quỹ nghiên cứu bệnh gan của Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia. Tất cả các thành viên của đội lacrosse cùng đứng sau lưng Mark, hết lòng ủng hộ huấn luyện viên của họ.